Tí nữa là giết được hả Luna rồi. Ok ok ok. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và mình là Ryan đây. Hôm nay mình đã có một cái trò chơi dành cho mọi người, đó chính là sinh tồn búp xì. Yo. Ê, yeah. Mọi người có thấy cái map này nó quen không? Không, quen thế nào. Ôi kệ, sao nói chung với tôi vậy? À, lượt chơi là chỉ cần bay xuống và lụm cái súng rồi bắn nhau thôi. Nhưng mà chơi này là ai mà được nhiều top 1 nhất trong ngày hôm nay sẽ được 100k ngoài đời thật nha. Ui, ai chơi nha? Trời ơi, đại gia rồi chơi là phải như vậy chứ. Rồi, 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 bắt đầu nha, bắt đầu nha. Yo. Đẩy tôi về. Trời ơi. Trời ơi, có nhiều giáp quá ta. Má mà gặp được ai là sẽ bắn chết hết. Rồi em báo trước nha, em đang trong nhà nha. Mình là chung một chỗ với nhau rồi. Cái sự hết ân oán ngày xưa của mình với cá mập các bạn ạ. Này có ân oán gì hả? Dán trước anh đã bắn em rồi, anh nhớ không? Cộng nó vậy trời. Ui, ui, cái đi xúc. Thấy một người. Ui. Trời ơi. Ui. Thì ra là Luna. Ôi trời ơi. Có người ngủm rồi. Ai vậy? Ryan đó. No. Ai bắn cái sau lưng vậy? Chưa. Ryan sắp ngủm rồi mọi người ơi. Nghe có vẻ được quá nhờ. Bắn búp chi chuyên nghiệp thế này cơ mà. Vậy hả? Đúng rồi. Ui da, ai da. Không chết với cây chứ. Xong lâu đấy. What the hell? Ủa trời, bắn mà không chết là sao? Ra đâu? Thì sao? Trời ơi, ghê quá. Khủng khiếp quá. Ở kìa. Cá mập vừa bị nút công nghệ đánh bại. Giờ chỉ còn nút công nghệ với lại Luna thôi. Ok, nghe tôi ơi. Nghe giữa nhà solo bạn ơi. Ghê chưa. Dòng môi đang chạy rồi, chạy môi đi. Ui, hai người ở mỗi bên một căn nhà. Khá là xa nhau. Ôi, đã tới đích nút công nghệ rồi. Ôi. Solo. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi. Đây, liệu ai sẽ được cái top 1 ngày hôm nay? Một cái cây bé xíu, con bò chết ké rồi, con bò tự nhiên chết rồi. Ủa luôn đây, con bò kêu bên đâu? Con nghệ đang ăn bò. Trời luôn đây, chạy đâu? Luna hết chỗ bánh cúp rồi. Súng đâu. Hết đạn rồi, hai đạn thì nhìn nhau rồi. Cầm bậy gan nhau luôn. Trời Luna lúc nãy giờ mà không có đạn là sao? Trời ơi. Không tin nổi luôn ha. Rồi, dán vừa rồi là nước công nghệ thắng đúng không? Nước công nghệ được 1 điểm rồi. Nhớ nha. Ai chịu tới 1 chứ là người đó được 100k nha. Ui, đi đẩy. Chốt hợp lý rồi. Mới vậy. Không đâu, mới gì hết trơn á. Oh yeah. Chưa có người gì phát hiện ra mà đúng không? Dán nào chơi cái súng này hết cho ta. Ôi, Luna ngủm rồi. Trời ơi, vậy Luna sẽ không có được 100k rồi. Rồi. Trời đất ơi. Hai đứa đâu?
rồi. Không còn trận chiến nhảy lửa. Súng sở trường đây rồi. Như thế nào ai sẽ thắng đây? Liệu nước công nghệ đã phát hiện được cái mặt chưa? Chưa. Mặt nước công nghệ đấy đâu vậy? Đây 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 đây. Trời đất ơi, nhảy lửa lắm. Wow, amazing. Ôi trời. Ryan đây. Trời ơi. Trời ơi, tôi còn chưa kịp bắn nữa đó. Nước công nghệ là người chắc bắn không chết là phải rồi. Ê, đang rất là căng thẳng nha. Rồi, trời ơi. Nước công nghệ đã lấy được 2-1 rồi. Trời ơi trời. Mọi người à, mọi người bình luận coi mình có nên cho robot chơi cái game này không hả mọi người hả? Rồi, rồi, bắt đầu nha, trận thứ 3 nha. Rồi, cha. Ai nhà chơi đẩy không nha? Ai nha? Có ai chơi đẩy bây giờ đâu. À, mọi người đang đâu đó? Nè, trốn rất kỹ đó. Ấy. Kỹ ha. Em nghe thấy chân, À, thì tao nghe chân. Trời ơi trời. Trời ơi hoài ba. Kỹ ha. Đừng có giả vờ như không. Nó hầu ra. Ê! 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 No! Rồi chơi cho bỏ ra. Cái gì? À, cá mập đúng không? Cá mập hả? Trời ơi, hello nè, TV đã chết rồi. Trời gì ghê vậy? Sao nó bay, sao nó bơi qua nhanh dữ ta? Ngồi, ăn ghê vậy, Phải ghê chứ, ghê bằng tôi đâu. Không ngẫm ghê vậy. Ok, chúng ta đang nhìn thấy vô trò chơi nút công nghệ đang tiến đến nơi của Ryan đang sinh sống rồi nè. Sao thấy sao ăn cái gì vậy chứ để thấy sao? Đào đây. Ủa sao tao lớn kìa? Tao lớn Ryan không ơi. Trời sao nó vậy? À, robot. À trời ơi. Cái mập chơi đánh lén là sao hả? Tôi hưởng hết. Trời ơi, mình gớt dây luôn chứ trời. Trời ơi, tỷ số bây giờ là nước ngáo 2, ê, nước công nghệ 2 và cá mập 1. Nếu cá mập thắng 2 đâu cái cuối nữa thì cá mập sẽ có được 100k nha. Ôi dồi ôi, cơ hội đấy rồi, Rồi, còn cái bạn này chắc không có cơ hội rồi. Đúng rồi. Bây giờ tổ chức chơi là người tổ chức lên là được cũng không có cơ hội. Ok. Rồi. Ôi trời ơi. Rồi sao? Mà chết nữa hả? Tôi nghe tên là tôi còn ngẫm nữa rồi đó. Ở ngoài bãi biển xa lắm, xa biển lắm, xa bờ lắm. Thật là yên tĩnh đó mấy bạn à. Wanna yên tĩnh quá mới cho phép luôn đó. Ê, ai bắn vậy? Rất nhiều người bắn. Đúng vậy. Không chỉ một mà là hai. Ôi. Chán quá. Chạy rồi. Cơ hội đi rồi. Cái gì mà trắng quá vậy? Đứng lại rồi. Yeah. Còn chết cài thiệt chứ. Bò đang tới. Ôi, lúc này đâu rồi ta? Ra bí ẩn quá. Như cái mập ở trong nhà bắn mình đúng không? Không, sai rồi, tôi mày được. Sợ người bắn gà nhất tim như tôi. Đúng vậy, sợ lắm. Những người bắn gà đừng hay có những cái mưu đặt công chi. Hay đứng núp lắm, chơi hay chơi mặt cà định lắm. Ở đây có cái gương. Hơi, ui, tiếng bắn, đâu kìa vậy? Ui, ui, ai bắn ghê vậy, À, bắn rồi còn xạo nữa hả? Nó nghe sao đúng không? Ui, nó không thể đoán được Luna đang ở đâu luôn ấy. Sao mà mấy bạn đoán được, trời đất ơi.
Luna chỉ có núp trong nhà thôi chứ không ở đâu hết á. Không, Luna không thể núp trong nhà được, đó là chuyện không thể. Ui, nghe cái mặt nói vậy em như cái mặt biết mình đang đâu quá ta. Đúng vậy, bởi Luna không bao giờ vô những chỗ chật hẹp trốn hết. Chỉ có tôi trong nhà thôi, không ai trong nhà hết á. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy cái mặt rồi. À, không thấy dễ chờ. Ôi, Luna thiệt á. Cái gì? Luna nè. Ui. Nè các bạn đã chơi trò này đúng không? Chơi trò đánh lén lén đúng không? Đâu đâu ai chơi đâu, đâu ai chơi đâu. Nói gì kỳ cục quá à. Hết đạn. Ui dạ. Trời ơi, cái này dở quá. Ê ngờ đâu đang rất xa. Ôi bò. No. Tôi thắng rồi nha. Ê. Vậy là nước công nghệ thắng vòng cuối rồi, nước công nghệ được tiền nghe nước công nghệ. Không thắng là rồi, không ai thắng hết. Chỉ cần có người hòa là không ai thắng hết trơn á. Đúng rồi, có người hòa là không ai thắng hết đó. Trừ khi nếu như Luna ăn thêm một mạng nữa có nghĩa là nước mình vậy thắng. Đúng rồi. Được hết á, không gì đâm bể chân á. Đau quá Luna. Đau lòng, anh em không tin tôi. Mày động tình Luna, trời ơi. Bắn em chết Luna rồi. Trời ơi, bắn mà không trúng luôn. Đứng lại chết rồi. Rồi, về là dáng này mình win đó nha. No, tôi mà thắng rồi chuyện sẽ khác. Xin nhảy cái top 1 nha. Nhảy hả? Rồi. Ôi, đang thu. Hãy, thấy Luna rồi. Ồ, hai người đánh ngoài hả? Ê, bắn kìa, Không còn ai đâu, chỉ có hai người đâu, đấy hai người đó chơi á. Ôi, chạy thôi, ở đây nguy hiểm quá. Mình hết đạn rồi. Không, bây giờ mình phải sống. Tại vì mình phải sống mới đánh được, mới đánh bại được cá mập chứ để Luna sống là không được. Trận này nếu mình mà top 1 thì tất cả sẽ thay đổi các bạn. Thế à? Đúng vậy, cá mập sẽ không có được 50k, bởi nước công nghệ cũng sẽ không có được 50k. Ai đó? Ai đâu? Ê. Ôi, không trúng hết hả? Cái thế nhờ? Xa quá. Ôi, anh Giang hả? Ê, cái gì vậy? Ôi, không được. Ê, bỏ tới. Được. Tí nữa là dí được hả, Luna rồi. Ok. Trời ơi, lúc nào cái mập cũng bắn lén hết. Mà đứng ta nhìn nãy giờ, ta lỡ. Luna ơi, gắng thắng nha Luna. Sau lưng Luna ơi. Rồi. Bắn đi Luna. Chạy, bao. Bỏ xuống vậy, bỏ xuống vậy. Rồi. Ai vậy? Chết chứ vậy? Cho mập chết. Trời ơi, giờ nước công nghệ có đường 100k rồi. Rồi, nước công nghệ đường 100k. Rồi. Ok các bạn ơi, phần video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe. Và đừng quên nhấn cái chuông cái bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Và người vô địch của PUBG ngày hôm nay đó chính là Nút Công Nghệ. Đó chính là kỹ năng. Rồi ok, mình chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.